tiền viên Ốc Thanh Vân và Dương Triều Vũ. Bao bóng đẹp nè. Trời ơi, mười ngàn đồng. Hôm nay nha. Hôm nay có một buổi ca nhạc ngay tại hương xá của mình luôn nha bà con. Chị báo đây anh ơi. Kịp các nhà chị xin các bà con cô bác ổn định chỗ ngồi. Rất hân hạnh khi các anh chị, các cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay trong buổi đại nhạc hội của chúng tôi. Chúng tôi là đoàn Mây Mưa. Hả? Dạ dạ dạ, âm nhạc cho nhỏ lại chút xíu giùm em. Dạ 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 dạ. Xin lỗi. Trời ơi, mình giới thiệu cái gì vậy? Tôi quên. Trời ơi, cái tên tại gì mà ngày tên... xưa đó, cái tên đoàn của chúng tôi là Mây Bốn Phương Mưa Tám Hướng. Mà từ khi mà đặt cái tên đó hả, đi đâu cũng ế hết. Dạ đúng rồi, mưa suốt bán vé không có được. Rồi sau đó đặt tên Mây Mưa. Trời, nghĩ sao mà đặt tên y như tôi, là khu nghỉ dưỡng Vũ, khách sạn. Tôi là Vũ, chuyên môn hát tân cổ. Dạ. Còn bà xã của tôi là... Dân, dạ tôi là nghệ sĩ múa lửa. Dạ. Bởi vậy cho nên á, sau đó là tụi tôi quyết định không có đặt tên dài dòng nữa, ngắn gọn tên hai đứa mình thôi ha. Và giới thiệu với bà con cô bác, gánh hát của chúng tôi là gánh hát Dân Vũ. Chúng tôi đã đi khắp năm châu bốn bể và chúng tôi mời về hai thần đồng âm nhạc vừa đẹp trai vừa trẻ. Xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho hai thần đồng âm nhạc Tấn Bảo, Nhật Duy. Đường về cành thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu. Qua phanh phanh có bao mây đầu, hát thiêu vàng ánh điện cầu. Ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng sáng xưa mịt mờ, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chiều bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố chân lạc loài, hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu, còn đâu, ngày xưa đã hết rồi. Show.
mong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chẳng người ơi trốn xa rồi chàng trai còn đêm bên sông người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mù có hay chăng người ơi trốn xa rồi chàng trai còn đêm yêu thương dâng lên muôn vàn loạn hờn hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu ngày xưa đã hết rồi. Rồi chàng trai còn đêm yêu thương dâng lên muôn vàn hoan hờn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Trời ơi là trời, trời ơi, ông bạn chị em thấy sao ạ? Mấy đứa con tôi làm sao? Dạ thưa quý ngô bác, kính thưa quý khán giả, đó là tiết mục của gánh hát dân vũ. Dạ cảm ơn guitar Vũ Duy, năm thần trống lắc Hiếu Trung, Tấn Bảo, Nhật Duy và chồng của tôi Dương Triệu Vũ. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn ơi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ủa mà cái suất này mình diễn có một suất duy nhất đấy hả? Một suất duy nhất, chỉ một đêm suất duy nhất. Chỉ một đêm duy nhất. Dạ. Thưa quý vị, một lần nữa thì Nguyên Khang xin được giới thiệu lại phần thể hiện của Tấn Bảo, Nhật Duy và đặc biệt là Hiếu Trung chơi cái mồm trống lắc đúng không con? Cái này chơi khó không con? Dạ cũng khó. Không khó đúng không? Dạ. Tức là ví dụ như con chỉ qua một cái thì là chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy có thể chơi được đúng không con? Dạ, chị đã nói trong đây nữa. Được. À vậy hả? Vậy bây giờ thì trước khi đến phần nhận xét thì chú muốn mượn cái trống của con để cho hai chú kia đánh thử coi giống như nhỏ đánh không? Mời chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy. Bây giờ chú hỏi là bây giờ cái này là mình lấy cái tay mình đánh vô đây đúng không con? Dạ. Bây giờ mình thay cái tay bằng cái mặt được không? Cái gì mà nó đơn giản được á con, mà độ tuổi khoảng mới đẻ ra làm được là con cứ chỉ cô chú. Ừ. Ok. Đó cơ bản đó. Quy Quy, chị tự hào về em. Bây giờ quý vị sẽ thấy cái thần thái y chang. Thằng bé nó nói đến cơ bản mà sao nó bài bản quá. Bây giờ Lập, chúc em may mắn anh hỗ trợ nha. Rồi đưa cái micro vô nè. Nè có dùng cùi chỏ đó nghe Lập. Ủa sao nó không có nhịp gì hết trơn. Em đánh nhau mồng mì gõ nhà anh á. Ông muốn gặp gì? Trời ơi. Nó khó lắm luôn á con. Con vuốt lại coi, con vuốt lại nãy con vuốt làm sao. À. À. Ủa kỳ à. Đúng rồi Huy. Đúng rồi em ơi, hay quá em ơi.
đúng rồi bé. Cái này là bị rối loạn về hành động và hành vi nè, phải không? Sao vậy? Thưa quý vị, và ngay bây giờ phần trình diễn của MC bé Khang nè. Bé Khang làm cái luôn đi. Thôi được rồi, anh đã lủng cái trống ta hết anh ơi, anh vô anh cứu vô cái trống không à. Khi mà nghe các bạn nghe cái phần trình diễn này em bị trôi dạt. Ít khi nào mà những người trẻ tụi em có dịp được nhìn thấy cái bối cảnh mà Sài Gòn xưa. Hai đứa con hát hay là quá tuyệt vời rồi, ngọt ngào quá rồi. Và âm nhạc đường phố, mà thật sự á, âm nhạc mà ra được tới đường phố là phải là âm nhạc tuyệt vời lắm. Tại vì để cho những người đi đường mà họ dừng lại họ nè, nghe. Ví dụ chị hát câu đi. Người đi ngoài phố, đi luôn thấy chưa? Thấy chưa? Khác liền. Anh là không có được tối xử chị như vậy, phải đứng lại nghe chứ. Chị hát đi em làm cho. Người đi ngoài phố. Ủa, chị hát gì vậy? Khi mà Vũ nói ra cái câu này thì Vũ nghĩ là Khả Như sẽ hết hồn. Cái lý do mà Vũ làm cái tiết mục này là vì Khả Như hết. Cô nói trời ơi, đừng cho tôi thấy thằng Tèo nữa. Tự nhiên em bị đau lòng á anh Vũ. Và thật sự thì cô nghĩ rằng với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế. Con không được làm như vậy nữa. Yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con. Bé Như, em có nhớ hồi cái tuần trước em nói với anh á, cái lý do em rơm rớm nước mắt, em nói là em không muốn thấy Tèo em ở trong cái hình tượng của một người bán kẹo kéo nữa. Dạ đúng rồi. Đó là lý do anh bắt buộc phải cho Tèo em bước vào một cái bộ đồ vest, mà vẫn phải giữ nó ở một cái sân khấu gần gũi nhất với em nó, thì chỉ có nhạc bolero đường phố thôi. Xuất sắc. Khả Như đã có những cái lời nói, đã cho anh cái cảm hứng để mà làm cái tiết mục này. Vũ rất là bất ngờ với lại cái khả năng của Tèo em, Nhật Duy. Tại vì Trần Bảo thì mình đã biết cái khả năng hát bolero của em là rất 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 thành thạo rồi. Cái video trên mạng là gần 7 triệu view rồi. Nhưng tuy nhiên Tèo em là con thì hồi giờ con chỉ hát những bài dân ca thôi. Cho nên để hát được cái bài bolero ngày hôm nay là Tấn Bảo đã phải rất cực khổ. Và nói chung là hôm nay hai con làm cho thầy tự hào lắm, thầy rất tự hào. Hy vọng là mấy con càng ngày sau cái cuộc thi này nữa sẽ càng tiến xa và có một cái tương lai tươi sáng hơn là những cái gì mà mọi người nghĩ. Một cái tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Xin được cảm ơn Tấn Bảo Nhật Duy. Đó, hai đứa nhỏ xíu vậy nè, chị em sinh đôi, dễ thương lắm, mới có mấy tháng à, mà nghĩ cũng kỳ, sinh đôi gì mà không có đứa nào giống đứa nào hết á. Đứa thì tròn tròn, đứa thì ốm ốm, rồi cái tự dưng đâu mất tiêu à. Máy bay súng nổ. Mình ơi, Ngọc ơi, Linh ơi, chạy đi. Máy dì bay. Dì hai, súng hai, 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 bình tĩnh, dì hai, bình tĩnh con nè. Không, qua đây không có gì hết. Qua đây ngồi. Máy bay. Rồi, máy bay đi rồi. Súng nổ. Rồi, súng. Súng hết đạn rồi, không bắn nữa. Không có máy bay. Không, máy bay hết xăng, hết bay luôn nha. Không có súng luôn hả? Không có cái gì hết nha. Mà sao nó mất tiêu hai đứa nhỏ rồi? Hai đứa nào? Nó đâu rồi? Ở đây có một mình con nè. Nó đâu rồi? Dì hai. Hả? Có một mình con Lập nè. Lập y tá nè, nhớ không? Lập y tá.
Dạ nhớ rồi. Dạ. Dạ nhớ rồi. Thiệt tội nghiệp hết sức à. Lúc tỉnh lúc mê, mười mấy năm trời rồi, không biết làm sao để cho dì Hai nguôi ngoai nữa. Dì Hai. Hả? Con hỏi dì Hai nha. Ờ. Dì Hai biết bữa nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày giỗ của ba sắp nhỏ. Dì Hai nói nghe nè, dọn dẹp bàn thờ xong hết rồi, có mầm trái cây nữa. Trời ơi, giỏi dữ vậy ta. Giỏi chứ sao không giỏi, dì Hai giỏi mà. Từ nãy giờ con trong nhà con chuẩn bị xong xuôi hết rồi đó. Thôi giờ nè, dì Hai đã dọn dẹp xong hết. Thì bây giờ dì Hai ngồi đây chơi đi nha. Cứ ngồi yên ở đây nha. Con đi lên trạm xá, con đi thăm bệnh chút xíu rồi có gì con về nha. Đi lẹ lẹ nha, về nha con. Coi chừng máy bay đó, chừng súng nổ đó. Rồi con coi chừng mà. Mà con dặn dì Hai nè, nếu như mà trời có nắng quá thì vô nhà ngồi, đừng có đi lung tung, người ta bắt lên trạm xá đó. Không không, dì không có đi đâu hết á. Dạ. Dì ngồi ở đây nè, đi lẹ lẹ dạ, về dạ. Với dì nha. Dạ rồi, dạ rồi. Nha, đi lẹ lẹ, coi chừng nha. Coi chừng, coi dạ rồi, dạ rồi, coi chừng mà, dạ. Ừ, ừ. Dì ở đây, ở đây, ở đây vui mà. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, nằm ở cành dài là nằm ở cành dài, mẹ nhớ thương con. Bố ơi, hai chị em con vừa mới đi học về, sao bố dẫn tụi con đi đâu vậy bố? À, bố đi tìm bạn. Mà cũng không phải nữa, bố đi tìm mẹ cho hai con. Ơ à, dạ. Mẹ con ở ngoài Bắc chứ đâu mà bố tìm à? Khi không bố lại đưa hai chị em con vào đây, con cũng không biết bố đưa chị em con vào đây làm gì nữa. Rồi con sẽ hiểu, đợi bố xíu nha. Dạ thưa bà chị, cho tôi hỏi thăm chị Hai. Cái ông này ở đâu vậy? Em là chị Hai, Sáu Quốc nè chị Hai. Chị Hai không nhớ em. Ông ở đâu vô đây vậy nè? Hai con, người này là mẹ, mẹ của hai con đó. Ủa bố nói gì mà kỳ vậy bố? Người này chính là mẹ ruột của con. Thôi đi ông ơi, cái ông này ở đâu tự nhiên vô đây rồi ăn nói lung tung hết trơn. Chị Hai, chị mười mấy năm rồi, từ ngày hòa bình lập lại, em về căn cứ cũ tìm chị Hai mà không có gặp. Rồi em hỏi hết đồng đội, người ta chỉ ở đâu em đi tìm ở đó. Em nhớ hôm nay là đám giỗ, là ngày anh Hai hy sinh. Có lẽ vong hồn của... Máy bay tới, súng lộn. Trốn đi con, trốn. Chị Hai, chị Hai, chị sao vậy chị Hai? Máy bay tới, chị Hai. Chú, để cho con. Chị Hai, bình tĩnh, chị Hai, bình tĩnh. Qua đây rồi, dạ, biết rồi. Xuống hết bắn rồi. Nó sợ quá, nó nghỉ bắn rồi nha. Nha, đừng sợ chị Hai. Chị Hai, ngồi xuống nè, bình tĩnh, không có gì hết nha. Bố, con không hiểu gì hết, mình đi về đi bố. Đúng rồi bố ơi, con sợ lắm, mình đi về đi bố. Các con không được đi đâu cả, hai con phải ở đây, bởi nơi này mới chính là quê hương của hai con. Ngày trước chiến tranh đã rất khốc liệt xảy ra trên mảnh đất này. Mình ơi, mình ở đâu mà con khóc quá trời vậy? Mình ơi, con khóc, mẹ vô đây. Mẹ vô đây. Mẹ ơi,
mẹ buồn xa vắng, nhìn cha thương cha chỉ lớn không thành. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa man mác gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng đợi đây. Gió lạnh lùng mang nỗi nhớ, mẹ xa chờ con ngồi đêm lá rơi. Đêm bao nhiêu lá mà con chưa về, ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Biển sao thế cơ, một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời sao mấy ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao xa. Mẹ ơi thế giới nhà mình, tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già úp mặt. Thu xưa nhìn lá rơi hoài thương con, mẹ trông con về chờ mong tin con ngày tháng. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con về. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, nằm ở cánh dài, nằm ở cánh dài, mẹ như mẹ.
Vâng, thưa quý vị, một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Quốc Đài. Cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ cho tiết mục này. Thưa quý vị, ngồi dưới Nguyên Khang cũng rất là xúc động khi theo dõi. Và Nguyên Khang có cảm giác như đây là đêm chung kết chứ không phải là đêm bán kết. Bởi vì các huấn luyện viên ai cũng diễn hết mình vì học trò của mình cả. Cho nên là các con ngày hôm nay thực sự rất là may mắn. Lâu rồi Vũ mới được cơ hội để thấy chị Cẩm Ly ở trên sân khấu. Hôm nay chị thể hiện một cách mà tuyệt vời lắm. Lúc ở dưới đây chị nói với em là em ơi chị lo quá. Đâu? Chị sợ làm múa rìu qua mắt thợ. Mấy người này là chuyên diễn rồi, chị là ca sĩ chứ không phải là diễn viên. Nhưng mà hôm nay chị Ly ơi, chị diễn xuất sắc và rất tuyệt vời, tinh tế. Và cái thần thái của chị hả, nó hoàn hảo, đúng như Vân nói. Hồi nãy trong hậu trường á, chị Ly lại nói với Như á, trời ơi chị rung quá, tại chị không có diễn được cái này, không diễn cái mình ở trong mình chuẩn bị tâm lý nha. Coi bà diễn hồi giống như bà dằn mặt mình vậy đó trời. Trời ơi, đây, và đây, cho mắt em, bây giờ mờ, mờ luôn, đỉnh. Yeah, thôi. Tại vì vậy nè, chị Cẩm Ly biết sao không? Tại vì nếu mà để cái vai diễn này cho tụi em sẽ diễn theo cách khác, bởi vì nhiều năm rồi nó sẽ khác. Nhưng mà với chị là cái sự mộc mạc tinh tế mà nó có khi, em nghĩ có khi là tụi em không làm được như chị nữa. Cho nên là ở tiết mục này, ở cái nhân vật này, chị Ly á, là điên tinh tế. Còn nếu mà Ốc diễn vai này, Ốc sẽ điên loạn, còn bên đó là điên thiệt. À, và em có cái cảm giác này khi em xem nè. Tức là em thấy là chị đang diễn mà có một fanboy kế bên chị nữa đó. Quỳnh Lập là fan Cẩm Ly mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chính xác luôn. Chị diễn, em diễn với chị mà em cảm giác chị giống như là bị điên thật luôn á. Tạo cảm xúc thật cho em luôn, thấy thương lắm. Chị nghiên cứu tâm lý của nhân vật này rất kỹ. Lập bình thường điên là sao em? Bình thường điên là sao? Nè, điên là lạ lạng lá lửa. Đây, minh chứng đi kìa. Rồi giờ lên casting nè, casting vai điên nè. Bây giờ casting từng người đi. Casting nha, bây giờ tâm lý vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Tâm lý đơn giản. Rồi bắt đầu nha. 3, 2, 1, diễn. Hai ơi, tỉnh tới kìa, kìa, có ai không? Dì Hai ơi, dì Hai. Dì Hai, bình tĩnh dì Hai ơi. Em ơi. Bình tĩnh mà. Bà đừng có hoảng loạn nữa. Thôi mà. Hết rồi, có máy bay, không có bài nào nữa hết. Không có máy bay, hết máy bay rồi. Không có máy bay. Không, kìa. Không có bài đâu. Đuổi nó nè. Đi. Rồi, đi hết rồi nha. Dì Hai ơi, hết máy bay rồi. Nghe dì Hai. Thương con quá. Con thương mẹ. Quá khủng khiếp thưa quý vị, với Ốc Thanh Vân, một tràng pháo tay cho cô ấy. Cảm ơn Ốc. Em cẩn thận nha các bà, cuối bà thứ ba. Bà khủng khiếp lắm. Chương trình ơi, bây giờ em sắp diễn với chị Khả Như, có bảo hiểm nhân thọ gì cho em không ạ? 2, 3. Action. Chết thuốc nè! À, chị Mai đơ men! Để tao nặng mụn cho! Chết Mai đơ men! Cứu! Nặng mụn cho! Cứu đi! Bác sĩ Lập! Bác sĩ có sao không ạ? Rồi sao mục tiêu ông bác sĩ rồi? Ông bác sĩ của ông Thanh Vân là chỉ mới, chỉ biết ngợp thở thôi. Còn ông này là tắt thở luôn. Trời ơi, tôi làm bác sĩ với bệnh nhân này, mai mốt mới bay ngang thiệt. Cái hello máy bay bữa nay không delay ha. Dạ, một tràng pháo tay cho Khải Như. Thưa quý vị, có thể sắc thái của ba bà mẹ khác nhau. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Về chuồng, về chuồng. Trời ơi, con Hai, sao mày về mày không nói tiếng mày hay vậy? Rồi có đói không, để vô tiếng chuẩn bị đồ ăn con ăn nha. Vậy mày đợi tía nha, sớm sớm đi ra ruộng tí coi có gì tía mang về.
mình ăn bữa cơm gia đình con nghe. Con nhỏ này mày về không nói tao biết gì hết trơn. Đi vô đi con. Chị bay về rồi. Tụi bay vô coi cơm nước sao còn mấy cá khô rồi. Tí chuẩn bị cho ông nấu cơm cho nó ăn. Nó về đây nó đói rồi nó không có gì ăn nữa. Lẹ 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 lẹ. Nhanh lên. Tí vô tí chuẩn bị cơm nước nó ăn rồi đói. Ủa tía, chị hai gả về nhà chồng được 2 năm rồi mà tía. Đúng rồi tía, chị hai đâu có về đâu tía. Vậy là hai bay nông về hả? Chắc tía nhớ nó, tía mơ thấy nó nữa rồi. Thôi, hai đứa ngủ tiếp đi. Tía ra coi có gì tía câu về cho trưa nay có đồ ăn ngon nha. Nghe. Sớm mà tía. Kệ, lỡ đâu ta có hai đứa về điện sao. Ngủ đi, nghe. Tía ra coi thì sao. Ngày xa rời miền quê, mẹ dối theo nước mắt đôi dòng. Cha sống già buồn con khờ lạc bến ra xa, hai đứng lặng mà đau thương cha, nước mắt tuôn trào, bao nỗi buồn mênh mông, chỉ xa rời quê nghèo buồn khó. Mai đêm hai bố quê nhà cách ngàn trùng xa, theo người dân về nơi xứ xa. Thương ai, duyên phận ngày mai, biết vui hay buồn làm thân con gái, nỗi lòng riêng ai. Khi xa rời miền quê mà bây dừng chưa về, cha sống già buồn trong nơi quê nghèo, mẹ thương nhớ mong. Nơi xưa là miền xa em ơi, hãy nhớ quê nhà, thương nhớ từng bờ đê. Hai ơi mau trở lại miền quê. Mình ơi, mình thương em, mình đừng có uống nữa. Giờ mình đi về ha, ngủ. Lấy rượu cho tôi uống đi. Không, mình giờ mình thương em á, ngày mai không uống nữa nghe mình ơi. Lấy nha. Rượu mà. Em cầm giày về cho mình ha, giờ em cõng mình về nghe mình nha. Mai mình uống tiếp nghe mình. Nói lấy rượu cho tôi uống mà. Cô làm sao vậy? Tôi cưới con về làm vợ. Tôi kêu cái gì tôi cũng phải làm cho tôi chứ hả? Mà... Cô cãi tôi không? Cô cãi tôi không? Cái gì hả? Vậy hả? Cái gì mà rần rần vậy hai đứa? Má ơi, coi con cái... dâu nó kìa. Cô má con kêu lấy rượu cho con uống mà nó không lấy rượu cho sao con là sao? Má đang tịnh tâm mà hai đứa rần rần vậy sao má tịnh tâm được con? Con má tôi cho cô lên bờ xuống ruộng luôn đó. Thôi. Nhậu tiếp nè. Cái thằng vợ thằng hai. Dạ má. Dạ hả mày? Sao vậy con? Má có tiền mà. Má có tiền thì con má có quyền ăn nhậu con à. Tiền của má nó nhậu cả đời còn không hết được mà con. Còn đỡ hơn cái dòng của cha bay nha. Nghèo khổ mà không đi mừng ăn, rồi mắc nợ, rồi sao? Bán con gái đi về làm dâu nhà người ta. Ê cha, mà má nói ai vậy ta? Má dạy con gì cũng đúng hết má à, ừ. Con nghe hết. Má ơi, mai mốt á, con không dám nói chồng con nữa à, con không dám là, không dám gây gỗ với chồng con nữa. Con cũng không dám cãi má. Má ơi, con à, con về làm dâu cho má được 2 năm rồi. 2 năm trời con chưa được gặp tía con với hai đứa em á. À, không ấy cái ngày mai á, sáng sớm á, cái má cho con về cái chưa con quay trở lên lại á má ha. Ê chàng ơi,
Vậy chứ mới nhớ hình như đâu đó có người cũng về làm dâu 2 năm mà chưa có sinh quý tử. Sao vậy con? Ây chà, bởi người ta nói mà, cây độc không trái, gái độc không con là vậy. Mà con gái nhờ đức cha, cha bay bậy quá hèn chi. Thôi ráng nha con. Đứng ra làm cái gì đó? Vô lên mùng mệt cho chồng mày ngủ kìa. Dạ. Ngày xa rời miền quê, mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng. Cha xót dạ buồn đau, thương con khờ lạc bơ. Vô đây, ngồi, trời ơi, ngồi ăn bữa cơm. Trời ơi, tiếc biết hôm nay nói gì rồi mà. Còn hai, ngồi vậy thế. Hai đứa sao vậy? Cặp chị hai không chào đi. Rồi, trời ơi, múc cơm cho chị hai bay ăn nữa nè. Vợ con hai lâu rồi mới về. Thằng Út, mày nhìn cái gì? Mày chết chồng, mày múc cho chị hai mày ăn kìa. Con hai, trời ơi, chị xin lỗi con nha. Hôm nay tí không có biết con về sớm, tí thì mừng đồ ăn nó ít quá. Để chút tí vô, tí nấu thêm mâm cơm cho con ăn nha. Phận thuyền quyên con gái đổ bến qua sông biết đục hay lành. Xa quê cách mấy dặm trường, 12 bến nước biết nơi nào buồn. Nhớ tía với hai em lắm tía ơi. Con ơi, tía xin lỗi con. Xin chúc mừng phần thể hiện của Tuấn Tú, Quỳnh Anh. Một câu chuyện rất là xúc động. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của ca sĩ Cẩm Ly, xin mời chị. Bản thân cái bài hát nó cũng hay, mà Như được cái là Như dựng cái kịch bản này nó bám sát theo từng cái câu hát,
cho nên nó sẽ dễ khiến cho người ta đi vào cái hoàn cảnh này hơn. Còn hôm nay thì chắc có lẽ là lần đầu tiên Ly thấy Huy, ông già Huy này dễ sợ quá. Rồi đặc biệt là hai con, giọng hát đã ngọt ngào sẵn rồi, con đưa đẩy vào trong cái cốt truyện, và đoạn cuối lại cho một cái đoạn trong ca cổ nhẹ nhẹ nó len vào để nó có một cái kết rất là đẹp. Một tiết mục rất là xúc động, rất là hay. Cảm ơn chị Ly. À, anh cũng muốn hỏi Huy, đây có phải là lần đầu em đóng cái vai như thế này trên sân khấu không? Dạ thật ra thì đúng thiệt là tại lần đầu tiên em thử sức ở một cái vai ông lão luôn. Nên mà lúc mà năn nỉ chị Như nói là chị Như ơi trời ơi nổi không, tại vì cái mặt của em vậy mà vô da ông già nó sai lắm nghe. Đâu có, chị thấy nó hợp lắm á em. Trời ơi chị Ly. Xong rồi cái chị Như nói thật ra thì khi mà hai bé muốn là huấn luyện viên sẽ hỗ trợ hết mình cho hai bé, thì lúc đó thì Huy cũng nói về như thì em sẽ cố gắng hết sức, với lại nữa là làm sao đó để mà tụi mình chỉ là những người mà chấp cánh cái cảm xúc của hai bé thôi. Mẹ ngồi giúp con nghe đất gọi tên.
chọn nở lưu vàng. Mẹ ngồi trong nắng như thân tượng buồn để lại quê hương. Tôi còn bơ vơ thế gian thu chiến tranh ngục tù. Tôi còn bơ vơ thế gian thu chiến tranh ngục tù. Tôi còn bơ vơ thế gian thu chiến tranh ngục tù. À, thưa quý vị, đó là phần phụ diễn của Đình Lộc, Xuân Thảo, bé Cacao là con của diễn viên Ốc Thanh Vân. Dễ thương quá trời. Vâng, thưa quý vị, một cô bé diễn rất là tự nhiên, à, đó chính là bé Cacao. Con mấy tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi. Ngày hôm nay rất là vui vì mẹ con Ốc được có mặt ở đây, được hỗ trợ cho Văn Minh Ngọc Dầu. Con có thích tiết mục này của anh chị không? Dạ thích. Con chúc anh chị sẽ có. Con chúc anh chị thành công. Trời ơi. Thưa quý vị, một tiết mục rất là cảm xúc mà thật sự phải nói là Ốc Thanh Vân đã diễn rất là xuất sắc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ca sĩ Cẩm Ly. Mời chị. Hay quá Vân ơi. Hay quá luôn. Hôm nay các huấn luyện viên á, hỗ trợ cho các con, làm cho cái phần thi của các con nó càng thêm thăng hoa. Ly thích cái cách dàn dựng quá đi. Lột tả cái bài hát rất là hay. Mà Vân tuyệt vời quá, hôm nay quá tuyệt vời. Một tiết mục rất là cảm động. Cảm ơn cô. Xin mời Du Trường Vũ chia sẻ. Khi mà Vũ chọn bài hát này thì Vũ đã có tưởng tượng ở trong đầu một cái cảnh dàn dựng trên sân khấu như thế nào rồi. Nhưng mà Vũ không thể nào tưởng tượng nó lại bùng nổ một cách mà nó tuyệt vời đến như vậy. Vân ơi, bạn làm mình hãnh diện lắm luôn. Thank you so much. Cảm ơn Vân. Nước Việt Nam mình á, dẫu sao đi nữa thì cũng có những cái thời điểm nó rất là khó khăn. Mà một điều duy nhất, một tia ánh sáng trong tất cả những cái nỗi thương đau, đó là cho dù có đau thương đi tới nào đi nữa thì cái tình mẹ nó vẫn thiêng liêng, nó vẫn tuyệt vời. Vũ không thể nào nói tự hào hơn nữa. Vũ chỉ dám nói là Vũ rất biết ơn các bạn đã cho Vũ xem một tiết mục như vậy. Cảm ơn Vân đã nói lên cái cảm xúc thay cho rất là nhiều người. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc mừng cho Ngọc Dầu và Văn Minh.
của một ngày mai. Vì yêu, yêu nước, yêu nổi ngày xuân, tôi hát nên bài bài tình ca. Vươn sóng ra thái bình, nhìn chùm dương hát cô mùa lại. Đất nước tôi dãy trường xa ngần bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sưng người vươn đất ơi. Đất nước tôi núi rừng cao miền Bắc lúa thiêng, lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi. Tôi yêu tiếng sông Trường, biết ai tình ở dòng sông Hương, sông đó đây là nhớ. Thiệt hay là Vũ không nhận ra, và không ngờ là cái chàng trai Hải Quân với chất giọng rất là oai hùng và bệ vệ đó chính là Ngô Kiến Huy. Ủa sao để gồng dữ không giới thiệu. Giờ là đội Bỏ Tiễn đã hiện nguyên hình rồi đó. Dạ. Nói chuyện xuất sắc. Dạ nãy giờ đội Bỏ Tiễn là trong vai nhân vật thôi, nhưng mà khi mà tụi em xả vai mà các là tụi em về em là bản là... chất. Đúng rồi, chỉ có trong Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí mới có cái hình ảnh này. Chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất cho mọi người. Sự tham gia của ngôi sao hát điện ảnh, ngôi sao hát điện ảnh Khả Như Trần Ngố, Khả Như Trần Ngố, một đêm duy nhất cho mọi người ơi. Một đêm duy nhất bán vé giống hội chợ lô tô vậy hả? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Hai con rất là may mắn khi mà tụi con được Sông Ca với lại cái cặp trời thần này.
trời xanh hay là trời gì đi em? Trời thưởng hay là trời đọa xuống trời đi. Ban, cái cặp trời ban. Trời ban đi em. Đó, cái cặp trời ban này. Rất là mừng là cô Như không có phá bài tụi con. Chị Gồng muốn chết, tới giờ chị còn chưa xả nẹp được nè em. Cái điều đó là em đang khen chị đó chị. Mà rất là bất ngờ khi mà cô chú cũng lên mà hát luôn. Cứ nghĩ là hỗ trợ theo kiểu của em là em lên em diễn. Nhưng mà em cũng không ngờ là chị Như với lại anh Quy lên hát luôn. Hòa huyện cùng với các bé. Hòa huyện em, hòa huyện. Dạ, hòa huyện cùng với các bé. Nó cho vừa lòng chị. Thử nghe đi. Chị ơi, chị đang mặc áo dài đó chị. Chị mặc áo dài đó. Như, như, lâu lâu mình hình ảnh mình lên sóng mình. Sớ nhẹ lại cái coi, sớ. Giờ xin mời Vũ. Ca khúc Tình Ca này là một trong những ca khúc mà kinh điển nhất của nhạc sĩ Phạm Duy. Hôm nay anh Vũ rất là bất ngờ khi thấy Huy. Tại hồi giờ anh toàn là nghe em hát những cái bài hát mà nhạc trẻ. Đúng sở trường của em không à. Nhưng mà hôm nay em quay lại, em làm anh bật ngửa luôn. Tại vì em hát rất hào hùng, rất là tuyệt vời, đúng cái tinh thần của bài hát này. Và đến lúc Khả Như bước ra thì anh bật xỉu thật sự luôn. Là tại vì anh không tưởng tượng là cô mèo có thể hát được. Anh luôn luôn nghĩ em là một người mà hài hước và có cái tướng đi catwalk đẹp nhất Việt Nam thôi. Chứ không bao giờ nghĩ em có thể hát được hết. Nhưng mà hôm nay em đã chứng minh mọi người đều rất là chính xác, em hát không được. Như, tại vì lâu nay anh rất là ganh tị với em. Anh ngồi đây hả, lúc nào em nói gì mọi người cũng vỗ tay, mọi người cười hết. Bữa nay anh cũng có miếng riêng của anh rồi, thấy chưa? Mọi người đồng ý không ạ? Trời ơi, cái miếng như dao găm vậy mà vỗ tay, trời ơi. À, đến chính lại là Như hát rất hay nha. Như hát hay hồi nãy tôi chọc thôi đó. Muốn rồi anh. Như, sống truyền hình Như. Như làm lại, nói lại là nhẹ nhàng, muộn rồi anh. Muốn rồi. Thôi vô, 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 vô. Nhìn ta vậy nó người ta ma. Xin giới thiệu với các con, ta là người đã tu hành lâu năm trong cái động này. Và ai cũng tới đây xin ý tưởng của ta, bởi vì ta là ý tưởng sư. Các con tới đây làm gì? Dạ, chúng con tới đây để xin ý tưởng ạ. Ý tưởng gì? Ý tưởng bài hát ạ. Khổ ghê vậy à. Thôi được, ta sẽ cho con ý tưởng, nhưng với một điều kiện. Các con phải trả lời những câu hỏi của ta. Câu hỏi gì ạ? Nghe đây. Cà gì ngọt? Cà chua. Cà chua sao ngọt cô? Ông ơi, thế cà gì là cà ngọt à? Đó chính là cà lem. Trời ơi, cà lem ngày nào con cũng ăn hết á. Nãy đến giờ ông hỏi tụi con nhiều rồi, hay bây giờ để tụi con hỏi ông nhá. Ô cha cha cha, bà đặt đố ta rồi à. Thôi được rồi, với trí thông minh tuyệt đỉnh của ta thì hỏi cái gì ta cũng trả lời được hết. Con hỏi đi. Con đố ông, cà gì lớn nhất? Cà pháo. Sai. Cà chua. Sai. À, cà tím. Sai luôn. Chứ cà gì lớn nhất? Là cà mau. Trời ơi, với một đắc đạo chân nhân như ta mà lại thua hai đứa bé này sao? Thôi được rồi, hai con quá ư là thông minh. Ta sẽ cho con ý tưởng. Nghe đây, ta sẽ kể cho hai con nghe về rừng vàng biển bạc, mà ở đó có sông, có núi. Đó là một câu chuyện nói về non nước Việt Nam. So
nước bạc nhịp treo ta bơi, ai đắm đập ai phá nuôi cho hồ nước đầy là mặt gương soi non xanh mà nước biếc. Ôi ơi, ôi ơi, quan nhận mái chiều là quan nhận mái chiều. Ôi à, nhìn bóng chiều in ngấn nước, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng nghe tiếng xuôi xôn xao mái chèo nhịp đời sinh sôi. Thuyền về mà bên oh!
gợi ý có mấy câu thôi mà tụi con hát luôn nguyên một bài. Giỏi, nãy giờ tụi con thi luôn rồi đó, chúc mừng tụi con. Xin chúc mừng Châu Linh và Công Danh. Cảm ơn Huỳnh Lập đã thể hiện trong vai ý tưởng sư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời cặp đôi lấp lánh lung linh. Thứ nhất là đầu tiên chúc mừng tụi con rất là nhiều, bởi vì bài hát này làm cho cô chú lên bờ xuống ruộng. Tới thời điểm này là con không còn đúng thi nữa. Con không biểu còn thi diễn, nữa. Con trình diễn, con rất... phô diễn tài năng của mình. Chưa kể là tụi con vừa diễn được nè, vừa hát được. Và đúng như là anh Khang nói là đây là cái sở trường của tụi con rồi. Tụi con lúc nào cũng làm cho cô chú cảm thấy là không thể nào ngồi yên được. Khán giả cũng vậy. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Rồi, xin mời ý tưởng sư. Ông rất là tự hào về hai con. Nói chung là khi mà ông bài ra cái kịch bản này ông cũng hoang mang lắm. Không biết là hai con có nhớ được những gì mà ông đã bài cho hai con không. Khi mà chú ra, chú bung ra những cái miếng, tụi con quăng chụp. Và rõ ràng tụi con rất thuộc bài. Mà không những thuộc bài mà cũng có tâm lý nữa nha. Rõ ràng là như vậy. Và chú có lời khen cho hai con. Hai con thực sự rất thông minh. Nói tới đâu, hiểu tới đó. Và làm như những gì mà mình đã tập. Và vào giọng này thì chú cũng không còn nhận xét về giọng hát nữa. Tụi con hết sức tuyệt vời. Ông tự hào về hai con. Ủa em vậy là vậy là hai cháu đi thẳng vô chung kết luôn hả? Dạ không, tôi tự hào đó. Còn coi thấy chưa, chú khen quá trời mà không có cho đâu đó. Vũ mình đang là một mình chọi bốn đó Vũ. Không mình sao, đang chọi bốn cho nên là mình tém lại chứ không trời là. Chị nên kết thân với em đi. Đúng, chúng ta phải đồng lòng. Nếu chắc các bạn muốn lại biết thì chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời. Để trở thành những ngôi sao lấp lánh trên bầu để trời cao. Để cho áo dài của ta được rực rỡ. Để cho ta ngày càng đẹp trai hơn. Để cho ta ngày càng lấp la lấp lánh. Hãng phim Việt Nam hân hạnh giới thiệu 4 nhân vật phản diện đầy biến thái. Và ngây ngất lòng người. Dương Triệu Vũ. Lạp lấp la lấp lánh lồng lộn. Khả Dư, mèo dễ thương, mèo méo mèo. Hi hi hẩn hì hục. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Cảm ơn. Không có hành tinh nào mà chứa nổi bốn người này á. Tôi bảo đảm cái hành tinh nó nát bét. Anh không yên tâm, lát đã về. Trả về, cái hành tinh này nó quá. Hai người là tôi đã chịu không nổi rồi. Cảm ơn hai con. Nào, mời các con lên núi. Chỉ có một đội sẽ đi tiếp cùng với huấn luyện viên của mình có mặt trong đêm chung kết của tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí 2018. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả đầu tiên. Xin mời gia đình Ốc Thanh Vân và Dương Triệu Vũ. Mời hai cặp đôi. Cô cảm ơn các con và mong hai con cùng với cô sẽ tiếp tục cổ vũ cho Tấn Bảo và Nhật Duy. Xin chúc mừng Tấn Bảo và Nhật Duy. Và cảm ơn Quang Minh và Ngọc Dầu. Hai con đã mang đến những tiết mục rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là những quyết định vô cùng khó khăn từ phía gia đình ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập. Cặp đôi sẽ đi tiếp cùng với đội của mình ở vòng chung kết chính là... Xin chia tay với tụi con. Đó chính là Công Danh và... Châu Linh. Châu Linh. Công Danh và Châu Linh. Xin chia tay Công Danh và Châu Linh và xin được chúc mừng Minh Ngọc cùng với Khánh Linh. Hai bạn đã giành chiếc vé bước vào chung kết. Và bây giờ sẽ là lúc mà đội gia đình Mèo Bắp, Ngô Kiến Huy và Khải Như sẽ phải đối mặt với giây phút này. Thành viên của đội Quả Tiễn không ai được buồn hết ha. Đi. Và bây giờ sẽ là kết quả từ phía đội gia đình Ngô Kiến Huy và Khải Như. Cô chú đã quyết định nói lời tạm chia tay với hai thành viên đội Quả Tiễn, đó chính là Tuấn Tú và Quỳnh Anh. Xin chia tay Tuấn Tú và Quỳnh Anh và xin được chúc mừng Phương Linh và Minh Anh. Thưa quý vị, chúng ta đã biết được ba cặp đôi sẽ có mặt trong đêm chung kết. Lần nữa, Nguyên Khang cùng với các vị huấn luyện viên xin kính chào và hẹn gặp lại.
trong Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí tập 10. Quý khán giả sẽ được tiếp tục thưởng thức những tiết mục đầy thú vị, đặc sắc của các thí sinh. Đêm nghe bài Vọng Cổ, và chứng kiến 1001 biểu cảm khó đỡ của dàn huấn luyện viên dễ thương nhất quả đất này. Xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Và trong đêm thi ngày hôm nay thì các thí sinh của chúng ta sẽ hát đơn một mình. Chúng ta sẽ cùng chào đón các vị huấn luyện viên. Cặp huấn luyện viên đầu tiên xin được giới thiệu nữ ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập. Mới xuất hiện là chúng ta đã thấy là đếm sơ sơ cũng rất là nhiều màu ở trên người. Đây có thể là nàng công chúa xinh đẹp, còn đây là chú lùn trong Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn đó, tại vì em đội cái nón rất là dễ thương. Vậy là coi như là những tất cả những nhân vật nào mà nhỏ nhắn xinh xắn là gơm một người em hết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đội thứ hai. Bước ra một cái là bao nhiêu đèn không chiếu đủ. Thưa quý vị, đó chính là ca sĩ Ngô Kiến Huy và nghệ sĩ Khả Như. Dạ. Vâng, thưa quý vị, cặp thứ hai. Thôi, sang lên nè. Bớt lại Như ơi. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy có bao nhiêu xương sa hộc lũ của ấy đã đính ở trên người. Chàng trai còn lại thì có bao nhiêu sticker cùng với lại môi hôn thì đấy đã gắn ở trên người của mình. Như ơi, Huy ơi, khép lại. Dạ, em bớt sang rồi phải không? Dạ. Giữ nguyên cái dáng đó cho tới khuya nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp đôi thứ ba. Xin được giới thiệu, đó chính là ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Ốc Thanh Vân. Ủa đi đâu vậy? Lỗ rồi. Đang biểu diễn thời trang mà. Vâng ơi, cái xu hướng mà lấy vải màn mà may đồ bây giờ là ít lắm á nha. Trời ơi, tụi mình mới đi dự tuần lễ thời trang Paris đó. Nó tiếng Pháp đi Như à. Theo Như nghĩ, đây là một trong những nét chấm phá mới ngành thời trang. Chấm và phá nát thời trang thế giới. Bó tay, quá duyên. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ dành cho mỗi một đội nói một chút về cái cảm hứng ăn mặc của mình trong ngày hôm nay. Thiệt sự Vũ không có chuẩn bị gì hết, Vũ vô cái tủ áo xong Vũ cứ lấy đại cái nào xong mặc xong thành vậy thôi đó. Đây là áo gió đi mưa của Vũ. Áo gió đi mưa đó. Nói chung là thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta đủ 4 mùa luôn á. Nghĩ đến mùa đông thì phải nghĩ đến Ngô Kiến Huy. Yeah. Em vẫn hay rận. Nghĩ đến mùa hè là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là chị Tư Cẩm Ly. Còn nghĩ đến mùa xuân là phải nghĩ ngay đến Ốc Thanh Vân. Và nghĩ đến mùa thu chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Dương Triệu Vũ. Còn nằm ngoài 4 cái mùa đó thì phải nghĩ ngay đến nhà Khả Như. Dạ. Ôi con ta bỏ đâu vậy? Không, em là kẹo 4 mùa. Em là kẹo 4 mùa, dạ. Rồi bây giờ xin mời cặp đôi lấp lánh lung linh này chia sẻ nè. Nói gì hay hay coi. Dĩ nhiên rồi ạ. Như quý vị thấy là trên cái vạt áo vest nằm bên trái của Huy biên độ 365 độ. Đó, khoa học. Về độ chết hướng Tây Nam gió mùa bớt, bớt lại, cấp 8 sai, bớt vậy lại. Hả? 6 sticker, đó thấy không? Là tượng 6... trưng cho 6 bé của mình. Đúng rồi. Và hai cái sticker mà rất là nhỏ nhắn dễ thương này tượng trưng tụi mình. À. Hình như đếm sai đúng không? Ừ. Coi như em chưa nói gì đi. Coi như nãy giờ em chưa nói gì đi mọi người à. Nói chung là ngày hôm nay đội của chị Mèo và bé Bắp Phương Chập. Hai bé Mèo và bé Bắp đến đây á, chị muốn là hãy tỏa sáng theo cách riêng của bạn. Nếu các con hành tâm muốn biết thì chúng ta sẽ sẵn lòng trả lời. Bé Bắp. Bé Bèo. Bé Bèo hả? Qua người khác đây nơi, qua người khác này nhục lắm rồi. Trời ơi. Rồi có cái câu khẩu hiệu mà đọc sai. Quý vị sẽ xem cái phần giới thiệu địch nhất của ngày hôm nay. Mời. Em thì đơn giản thôi. Này chợ Bà Chiểu nè, này chợ Bình Khánh, này chợ Bàn Cờ, đây lấy cảm hứng từ bộ đồ chị Cẩm Ly vậy thôi. Vâng thưa quý vị, một lần nữa chúng ta sẽ cùng chào đón ba cặp huấn luyện viên Ốc Thanh Vân, Dương Triệu Vũ, Ngô Kiến Huy, Cả Như, Cẩm Ly và Huỳnh Lập.
Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của thí sinh. Và ở vòng này thì các thí sinh nhí của chúng ta sẽ thể hiện một mình trên sân khấu. Và đây cũng chính là tiền đề để chúng ta lựa chọn ra giải thưởng giọng ca đơn xuất sắc nhất. Ai ăn kẹo dừa không? Phần thể hiện của Bảo Hân. Cảm ơn. Xí chú. Sao? Sáng giờ con bán hơi ế cho con xuống mời với chị huấn luyện viên. Sao? Mấy anh chị đẹp trai rồi, mấy anh chị đẹp trai. Mấy chị huấn luyện viên là sao ta? Mày được ăn không? Sao con bé thấy được vậy? Cảm ơn con, cảm ơn con. Đây là mời hay mua? Dạ mời. Cái này là mua chuột. Mua chuột. Con ơi, chú trả bằng thẻ được không? Con bé chạy vừa mà trả thẻ. Em giả ơi, mua giùm con luôn đi ạ. Không mời Khả Như với Ngô Kiến Huy là đủ hiểu gì sao rồi không quý vị? Dạ. Dựa bán ở đây. Dựa. Chúng anh bị trúng độc nữa hả chủ? Tập nào cũng bị trúng độc hết. Mà không hiểu sao ông còn sống tới bây giờ luôn. Không phải, cuộc sống của Vũ yên bình lắm. Bởi vậy trên sân khấu lúc nào ông thích làm gì nguy hiểm. Con đi lên đi con. Con gái ơi, rồi, cái người mà con phải đáng mời nhất là MC á con. Đó, gia đình mời cho rồi. Khoan. Đây, con ơi, con coi cô Như mời kẹo dừa chuyên nghiệp nè con. Đó. Vậy. Lên đây mời kẹo dừa. Như ơi, nó có cái câu hò nữa phải không con? Hò nha bà Như. Đang nhai kẹo. Nuốt đi Như. Rồi ăn kẹo. Không con hò. Kẹo gì ăn muốn kẹo hỏng rồi cậu. Và bây giờ là phiên bản Khả Như bán kẹo dừa. Đây lên xuồng, chú chèo cho bà ghe thuyền chạy.
Bà ơi, gì sao xuống xè, xuống dữ vậy trời. Sao sóng gió đâu dữ vậy? Nhắn ai đi về miền đông phương nam. Bà này có lập trường bán sao đâu á, bà lung lay vậy sợ luôn. Chị xin hỏi là chị em có fan chị chơi, chị bán cái kẹo gì vậy? Không gì phải chị? Tại em lộn câu hỏi, em hỏi lại nha. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là bé Bảo Hân á rất là điệu. Cô và lên đây cô làm luôn cô. Cô lên đây cô làm. Cô phải điệu gì điệu là chó là chó. Đúng rồi nè, sao con điệu dữ vậy? Cô phải nè. Ê ghê quá Như ơi, ghê quá. Đoạn này là vậy đó, chị phải vậy. Làm mờ mặt bà Như nha. Nhớ lúc đi xa chưa ơi ta nhớ lắm. Chị ơi trả giùm em một rồi. Chị ơi, chị ơi, cái đó là ta dẹo duyên dẹo dáng con. Cái điệu đó của con rất là dễ thương nha con. Phải người con gái nó thiệt luôn đó, tóc dài Bến Tre. Đúng là xuất rồi. Sắc quá dài, nhưng mà tóc chú hỏi dài như người ta đi rồi nói chuyện. Bây giờ xin mời chú Vũ. Được rồi, dạ. Sao cái cuộc dẹo không mấy thành công, chị Dân mất dẹo là nha chị Dân. Trời ơi, tự nhiên nói tôi là Dân dẹo, tôi buồn muốn chết đi sống lại. Rồi xin mời Vũ chia sẻ. Tôi chỉ có thể nói nhận xét một cái này thôi, chị cô Vân dẹo á. Đi bán kẹo dừa mà giống như là tập yoga vậy đó. Quá rồi mà còn vòng lại. Thôi nói chung là con có cái độ ngọt ngào cần thiết để hát cái bài hát này. Và những cái lúc mà con lên cao nó có độ nứt rồi đó, nó rất là ra. Tuy nhiên có một vài chỗ con vẫn còn bị phô và trên chút xíu. Nhưng mà nói chung đây là một tiết mục rất là ấn tượng, rất dễ thương, đáng yêu. Và nhất là chú đã ăn được cái kẹo dừa của con, cảm ơn con. Ăn kẹo dừa nhiều quá bị mập đó nha. Xin mời phần nhận xét của cô Ly và chú Lập. Bây giờ Lập rao một cái cho ra cái dáng đứng Bến Tre thử đi. Trời ơi, rao mà dáng đứng Bến Tre. Tôi mê làm mấy cái này lắm. Trời ơi, có gì đâu, cái này đơn giản mà. Bây giờ là Bến Tre thì cứ dừa thôi đúng không? Mà dừa lúc nào cũng cái nghiêng cứ vậy thôi. Giang đứng bên kè. Cứ nghiêng qua vậy cái giang đứng bên kè. Em ơi, dừa của em bị sạt lở hay sao? Cái đó là bị thói gì đi đệm. Rồi bây giờ Lập thấy là cô bé của chúng ta hát sao, chia sẻ luôn nè. Ăn rồi em ơi, nhận xét sao cho ngọt ngào em ơi. Rồi nó là như vậy. Cái giọng hát của con nó ngọt như kẹo dừa chú mới ăn. Một chút điệu đà nữa thì cái nức nở của con nó sẽ không trở nên quỷ mị, mà nó trở nên rất là dễ thương. Đúng quá đó. Cái gia đình này bớt nhau đi. Nó có một chút xíu như vậy thôi. Mình lên những cái quãng cao á mà mình nức nở hơi bị nhiều, đôi khi mình bị hụt hơi, cái mình bị chia ra cái câu nó nhỏ nhỏ, nó cứ nếu như mà những cái đó nó liền mạch, nó mạch lạc hơn, ngọt hơn rất nhiều lần. Tôi nói ngọt như mía lùi mà nó lụi vô trong tim. Hay quá. Là... Cảm ơn chú Lập. Dáng đứng Bến Tre lại đi. Làm sao? Còn mang dáng đứng Bến Tre. Ê, mình bớt mấy cái nghiêng nghiêng vậy đâu. Em bị thóc gì để điểm. Rồi bây giờ cặp đôi gia đình mình chia sẻ đi. Cô Bảo Hân này á, cô còn nhỏ nhưng mà cô có được một cái cổ điệu. Trời ơi, cô điệu chảy nước ông nội ơi. Bà chạy chương trình mà bà điệu mà tôi mệt luôn á. Cái nói con ơi, bây giờ mình bớt điệu được không con? Cái gì vậy, ăn cắp kẹo hả? Bạn bị điệu nhưng mà Bảo Hân rất là thông minh khi mà biết chuyển cái điệu đó. À, gia đình mình ơi, mình tôn trọng người đang nói chuyện nè. Hả? Không còn gì cả mọi người ạ. Còn cái hộp đàng hoàng nghe không? Nhưng mà Bảo Hân đã rất là thông minh khi mà biết biến chuyển cái đó. Nó trẻ trung và nó dí dỏm hơn. Em cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho con của em. Vô bên trong, bên trong. Cho con bé trả lại cái vỏ kẹo cho nó đi. Ê, cái câu này á, em có nói với chương trình hết một lần rồi, mình nghệ sĩ mình bớt lại.
giống cô. Xin được chúc mừng Tấn Bảo và xin được giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Duy Kim. Và với đàn kìm, nghệ sĩ Hồng Ân. Ca khúc vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn, Đêm Nghe Bài Giọng Cổ. Thì đây là một ca khúc mà chưa từng được thể hiện live trên sân khấu lần nào cả. Cho nên Nguyên Khai cũng muốn hỏi huấn luyện viên Dương Triệu Vũ là tại sao cái ca khúc này chưa từng được thể hiện live trên sân khấu? Cách đây mười mấy năm thì lúc đó chị Hai Lan có gửi cái bài Đêm Nghe Bài Giọng Cổ cho anh Hoài Linh. Anh Hoài Linh mới cho Vũ nghe và từ đó Vũ đã rất là yêu cái bài hát này. Nhưng mà theo Vũ quan sát, tới bây giờ mười mấy năm sau vẫn chưa có ai hát cái ca khúc này live hết. Cái lý do là tại vì nó rất là khó hát. Từng câu, từng chữ đều có cái sự luyến lấy ở trong đó hết. Treo trên trời rồi nó xuống rất là thấp. Và một cái điều thú vị nữa, trong cái buổi tập dượt, thiệt sự Vũ muốn có một câu giọng cổ để mà cái câu cuối cho nó mang được ra đúng cái chất của bài. Thì nhạc sĩ Minh Vi mới nói với Vũ là em có muốn không? Vũ nói được không anh? Nhạc sĩ Minh Vi ngồi xuống tại chỗ trong vòng 15 phút viết ra cái câu giọng cổ này cho cháu và đến bây giờ mới có được cái bài Đêm Nghe Bài Giọng Cổ một cách trọn vẹn như vậy. Đêm mưa nào lòng con buồn nhớ mẹ, khói lam chiều bếp lửa đậm tình quê. Phương xa con nhớ mẹ hiền, nghe bài giọng cổ thương về quê hương.
Cảm ơn anh Mary rất là nhiều. Anh là một người em rất là ngưỡng mộ, yeah, rất là tôn trọng. Thưa quý vị, nhạc sĩ Minh Vy cũng chính là giám đốc âm nhạc của chương trình. Anh có thể viết trong 15 phút mà ra một cái bài giọng cổ. Thậm chí anh có thể đi 7 bước mà ra được cả một bài thơ. Wow. Cái này là Nguyễn Khang nói thêm thôi, chứ chưa kiểm chứng nữa. Cô nói thật là cô rất là nể phục con. Con nói giọng Bắc là chuẩn hoàn toàn, nhưng mà đến khi con hát giọng miền Nam, nó ngọt ngào, con làm rất là tự nhiên. Nó vừa đủ cái độ đầy cần có của dòng nhạc này, nhưng mà nó vẫn giữ được một cái chất nó rất là thanh tao. Cô nghĩ rằng là bố mẹ rất là tự hào về con và cô chú cũng vậy. Cảm ơn con Tấn Tạo. Vâng, bây giờ thì xin mời cô Cẩm Ly chia sẻ đôi điều ạ. Cô chỉ có một câu thôi, ngọt lắm con. Cảm ơn cô. Tấn Bảo, khi mà con hát á, cái thần thái của con á làm cho cô cảm thấy an tâm khủng khiếp. Cái khung cảnh đó buổi chiều chiều á, rồi mấy anh cái này em... nè, anh em tính nói luôn đó. Nó giống như là một cái buổi đờn ca tài tử. Đó, đúng đó, rồi, đó, chính đó, xác. Mình nghe giống như là một người nghệ sĩ đúng. Và hát với những cái tâm trạng nó nhẹ nhàng. Bình tôi không tĩnh có suy tư, không có suy nghĩ quá nhiều. Nó giống như nhiều. Là con không phải là con thi mà con đang trải lòng kể cho người ta nghe câu chuyện của tôi yêu giọng cổ, tôi yêu một cái câu hò điệu lý và nó ngọt ngào và tình cảm lắm con ơi, chúc mừng con. Đây là một cái bài mà chú rất là yêu thích, chú yêu lắm 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 luôn. Và hôm nay con đã mang một cái linh hồn cho cái bài hát này. Chú hy vọng là sau khi mà cái tập này được phát sóng thì sẽ nhiều người biết hơn hát lại cái bài hát này. Cảm ơn con. Cảm ơn chú. Nếu quý vị thành tâm muốn biết thì Nguyễn Khang xin thành thật trả lời. Nguyễn Khang đại diện cho những đứa trẻ xinh đẹp. Trời. Anh ơi, đĩa bay sẽ không bao giờ đón anh. Bây giờ thưa quý vị, thật ra là phần giới thiệu rất là ăn nhập của bộ ba tụi em. Cho em vô với nhóm này để giới thiệu tiết mục này nha. Đứng giữa, đứng giữa, ác nhân đứng giữa. Nếu quý vị thật lòng muốn biết thì chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời. Nếu được cách tôi quên rồi. Lo thuộc câu mình, không lo thuộc câu người ta đó, đâu có nói được. Nếu quý vị thật lòng muốn biết thì chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời. Để được trở thành những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời của vũ trụ. Tôi, Nguyên Khang, MC. Tôi Hải Dư đẹp gái. Tôi bắp sáu muối. Chúng tôi đại diện cho những trẻ em xinh xắn tham dự chương trình này. Có đôi mắt nhung dịu dàng lấp la lấp lánh. Sẽ giới thiệu một tiết mục vô cùng say đắm lòng người. Quỳnh Tá Tràng. Mình.
cùng với biệt đội Thủy Thủ Mặt Trăng. Anh Khang ơi, cứu em với. Bị chuột rút, bị chuột rút. Chuột rút. Tụi em là sao gì? Thủy ta sao hỏa sao kim? Ta là sao Thái Bạch. Quỷ này sao Thái Bạch, quỷ này sao Tây Đô. Còn đây là sao Quả Tạ. Sau cái chương trình này là sáu cô chú đó theo với lại gia đình Như Huy là về cái hành tinh đó luôn. Con ơi, cô chú rất là cảm ơn con. Thủy Thủ Mặt Trăng là một cái truyền hình là rất là lâu rồi. Ừ. Hồi nhỏ hay coi chuyện này không? Có, coi phim hoạt hình. Solomon Maker. Hơi tét xíu. Không, thật sự thì con ơi, con luôn giữ vững được cái phong độ của mình, đó là cái lửa. Ừ. Con có để ý là mấy lần con ra sân khấu, lúc nào cô chú cũng nhảy. Nhảy rất là máu lửa. Đúng và rồi, đầy nhiệt nhảy huyết. Rất là nhiệt huyết và máu lửa. Chúc mừng con. Xin cảm ơn cô ạ. Nói chung đây là một cái tiết mục rất là dễ thương và cái bài hát đáng yêu và rất là hợp với lứa tuổi của con. Đằng nếu như con là Thủy Thủ Mặt Trăng, con sẽ chọn hành tinh nào? Quả tiền nếu các con trời đất ơi. Thì cô chú sẵn sàng chở con về. Con sẽ chọn Thủy Thủ Mặt Trăng ạ. Solomon. Cô là cô thương những ai mà có đôi mắt đẹp lắm con. Ngày xưa cái tên chị Ốc là từ đôi mắt chị ra đó. Thì ủa? Đó. Ủa vậy hả? Là con mắt như con ốc vậy hả? Dạ, mắt bự như hai ốc bu là chị đó. À, ốc bu hả? Ốc cũng nhiều loại nha. Thì ốc bu là ốc móng tay hay là ốc sò? Trời ơi, con mắt mà như ốc móng tay là ghê quá vậy. Mắt vậy hả? Mắt gì đó vậy? Không, sự thật là như vậy. Không, mà nói thiệt là Lập nói đúng thiệt. Biết sao không Vũ? Cô nói con nghe nha. Khoan vậy. Bây giờ máy quay gần em cảnh này nha. Rồi, thần thái này vô hai bài. Mà cô mới ra đời đó. Wow. Như các em bé khác thì các em bé sẽ khóc. Đồ này có nhạc nè. Không, cô không khóc. Mà cô mở mắt thật là to. Cô nhìn cuộc đời. Và cô biết cô đã được đến với cuộc đời này rồi. Cô về trái đất rồi đúng không cô? Cô đẹp quá. Cô xinh quá. Ôi cô về biết rồi. Biết rồi á. Mẹ cô thấy mắt cô to giống như hai con ốc, hay là con chó. Hèn chi là chỉ chuyên dị da ma đó. À, bây giờ tưởng tượng nghe, đẻ con ra mà mắt mở thao láo như bà cũng sợ thiệt chứ bộ. Sợ như phi thuyền của em còn chỗ em hốt bà này lên giùm anh luôn. Dạ. Không, em sợ. Sẵn á, tôi nói luôn thiệt, đừng có ngủ kế ốc. Ngủ không có ngủ nhắm mở mắt. Cái này nói thiệt. Trời đất ơi. Trời ơi sợ quá. Người ta nói á, những cái người mà ngủ mở đúng mắt rồi thì giữ của rất là dữ. Tại vì ăn trộm có biết đang ngủ đâu, vô ăn cắp đồ. Chúng ta đi xa lắm luôn rồi. Quay trở lại về bờ. Dạ, xin mời gia đình của Huỳnh Lập và Cẩm Ly ạ. Linh ơi, khi mà ban đầu mà con nhận cái bài này á, chú cũng hơi khá là hoang mang nhẹ một chút xíu. Nó phải cần một cái sự gì đó nó dịu dàng, nó dí dỏm một chút xíu, chứ nó không phải là theo kiểu mà giật gân mà quậy tưng bừng như là những dòng trước con thể hiện. Sử dụng cái bài này nó đã cũ nhưng mà vào một cái hình ảnh hoàn toàn mới. Và khi con thể hiện bài hát này, chú thấy nó sôi động, nó trẻ vô cùng. Và cái thành công của con đó chính là cái sự hồ hởi của khán giả, và đó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho con. Bữa nay cô thật là bất ngờ luôn á Linh. Tại vì đến ngày hôm qua cô vẫn còn lo cái tiết mục của con nhất luôn. Và hôm nay con đã trở lại. Về nhảy, về các thần thái, về các cách hôm nay con làm tốt hơn cô tưởng tượng. Và cô rất là mừng, rất là tuyệt vời. Chúc mừng con. Xin cảm ơn cô ạ. Sao kỳ vậy cả? Chắc nó dướng vô đầu á. Tú ơi, con ngồi yên đó nha. Để cha xuống cha coi dướng vô cái gì nè. Cha gỡ ra rồi cha con mình đi bắt cá nha con. Mưa đâu mà giữ thần vậy trời, chết con tôi rồi. Tú chụp cho đỡ lạnh đi con. Tình cha ấm
suốt đời vì con gian nan ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua kỷ niệm năm con. Mình cố gắng bắt được thiệt là nhiều cá để có một bữa cơm ngon nha cha. Rồi, giờ cha dắt Tú đi nha. Đi. Đi con. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Dễ thương quá. Đây, hai cha con ra đây. Con, Tướng Tú, cha. Chenko. Sao cha tên đằng con nẻo dạ, vậy? Dạ tên thiệt em với chị. Vậy hả? Dạ chị kêu một lần là chị nhớ hoài luôn. Rồi thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn diễn viên Chenko.
Thật sự nha, trời ơi cưng hết sức luôn, con nói thiệt nha. Con là một thí sinh tròn trịa bài nhất. Ở con thích nhất là gì biết không? Con hát rõ lời cực kỳ luôn. Và nó lên xuống nó đầy đặn lắm. Mà thương nhất là tự nhiên thấy cái tuấn cái tí xíu à. Mà nó cưng lắm. Xong mà lúc cha cổng xuống cái ngồi chỗ đó đó. Mà anh ngồi chùm hổm rồi nè. Anh ngồi đáng anh đợi mưa đó. Rồi xong rồi sau đó anh ra đây anh ngồi bệt vậy đó. Rồi anh đấm lưng cho cha anh ngồi. Rồi sau đó anh còn thoại câu nữa. Nói chung là tại vì cái hình ảnh nó quá mộc mạc. Nó đây gần gũi với mình hơn. Cưng Tuấn Tú quá, đừng cái mặt cười với Khang, giận dùm Khang. Con cảm ơn cô ạ. Thương quá, đang phân dân không biết trời Như ơi Như, không lẽ cho con nó ngồi suốt vậy nó hát không thấy mặt, tội nghiệp nó quá Như ơi. Ai ngờ lúc sau có đoạn đi ra ngoài chứ không thôi, uổng quá à, hát hay quá mà không thấy mặt tiếc quá phải không con. Trời ơi được quá, nói chung là cô cưng. Chú rất là thương con có một cái khuôn mặt rất là đáng yêu. Và thứ hai á, con là một đứa rất là lễ phép, rất dễ thương, đáng yêu, thích chơi game. Lúc nào tôi thấy con cầm cuội chơi game hết. Hôm nay con hát tốt hơn chú tưởng tượng nhiều lắm. Mà hơi hám, con đầy đủ, rồi những cái câu cú con nốt đều tới hết. Cái tình cảm mà con đưa vào cái bài này nó đơn giản và nó thuần túy, nó rất là mộc mạc cho nên là nó dễ chạm đến lòng người. Chúc mừng con có một tiết mục đột phá. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Nhà ngũ Kiến Huy với Khải Như trên đỉnh lân lân rồi đúng dạ, không? Dạ đúng, cái mặt em nở bằng cái sân khấu luôn rồi em. Con ơi con làm cho thiệt á, gia đình mình nở mày nở mặt quá con ơi. Và Tú ơi, hôm nay con hát một cách rất là thoải mái. Như có hỏi Tú là con có muốn minh họa không hay là con muốn đứng hát mình. Tại vì Như rất là lo cho Tú, sợ là bài này khó. Nhưng mà bé Tú nói với Như là con muốn có minh họa. Rất là dễ thương luôn, và khi mà được minh họa nhìn cái mặt rất là tự nhiên và rất là hạnh phúc với điều đó. Và con đã làm tốt, con làm cho cô chú ngồi dưới mà thở phào nhẹ nhõm mà thích vô cùng. Thật ra là Tuấn Tú là một trong những đứa con gia đình của đội em là có một cái tinh thần từ đầu khá là yếu, hay bị sợ với lại là hay lo lắng lắm. Cô chú nói chuyện lại và chỉ một cái số mẹo để mà Tuấn Tú giảm bớt cái căng thẳng đi. Và ngày hôm nay thì con thấy đó, khi mà mình áp dụng những cái đó vào, con thấy con khác hẳn. Đúng và không? Cô rất là tự hào khi mà được chú Vũ khen là con lễ phép. Và cái đó, điều đó là cái điều mà làm cho cô chú rất là hãnh diện. Bởi vì ngoài cái tài mình còn phải có cái đức và cái lễ nghĩa lễ, nữa. Hầu học hát nên rất quan trọng. Dạ cảm ơn anh Vũ và chúc mừng con đã được nhiều lời khen như vậy. Chúc mừng con. Tơi bên đường
Khi mà nghe bài hát này là bao nhiêu ký ức tuổi thơ mà cái thời nhất quỷ nhì ba đó, ba học trò mình ùa về hết. Chắc là trường của tụi em cũng không chịu nổi tụi em lắm đúng không? Trời, anh nói gì vậy? Anh nói gì kỳ vậy anh, tụi em bị đuổi. Em có đi học đâu, em ngồi trên văn phòng ngồi nói chuyện với thầy không? Nói chung là đùa thì thôi, thật ra là bài này là nó làm cho tất cả không những là cô chú mà khán giả cũng sẽ buồn mang mát. Mang mát buồn ký ức á. Là cho những cái người mà thế hệ như là anh Khang là thế hệ 7X á. Chắc quay trở lại với lại cái không khí đó. Và cảm ơn con đã mang đến một cái hoài niệm cho tất cả cô chú. Thế cảm ơn con rất nhiều. Thật là đẹp, cảm ơn con. Trước khi gia đình của nghệ sĩ Ly Lập chia sẻ thì Nguyên Khang chợt nghĩ ra một cái ý rất là hay. Anh ơi, tại sao nghĩ chúng ta không quay trở lại với cái thời đi học này bằng cách là chúng ta sẽ đi vòng quanh cái cây này và mỗi một người sẽ làm một câu thơ. Gì mà khó vậy? Bây giờ xin mời gia đình của chúng ta, ba cặp chúng ta cùng bước lên sân khấu ạ. Chúng ta sẽ nhớ lại thời đi học của mình. Đi. Các anh chị sẽ đi một vòng quanh cái cây này đã. Sau đó các anh chị sẽ làm ra một cái câu thơ. Mỗi người một câu sẽ tiếp theo câu của người trước à. Sân trường ngày cuối hạ buồn. Ngô Kiến Huy. Ê không, em chửi bà chị ra trước. Bên này vòng quanh cái cây. Vòng quanh cái cây nè. Chị ơi sao cái cây, chị ơi chị nhận thức được cái cây không? Đó nghĩ đi. Được ơi. Hạ buồn thì ngủ đến trường chơi. Cái gì vậy? Em là cái câu lục đó. Lục là 6 câu lục. Cái gì nãy câu đó là câu gì quên rồi. Hạ buồn thì ngủ đến trường làm chơi. Ừ. Chết rồi. Thằng bé đi tới đây nó xỉu rồi. Vần y chữ đó. Y đi vần y vô. Không tới thì cha mẹ ký. Trời ơi, vậy trời. Không tới thì cha mẹ ký. Phi phạt em nói thiệt vậy nè. Hồi nhỏ em có đi học không? Là học sinh chuyên toán. Rồi tốt rồi. Rồi tới lập. Ba má gì thầy cô ký gì đó. Không tới thì cha mẹ ký. Ừ. Tới rồi mới biết nó kỳ lắm đa. Ta hả? Ừ. Kỳ lắm đa. Cây đa cái đề đó. Ừ. Chị Ốc là chuyên văn ngày xưa à. Ở trường mà thầy cô nể mà. Thầy ơi con tôi nhất quỷ nhị sao má. Sao bà đi chậm quá vậy, sao bà đi chậm quá vậy trời. Mấy cái từ tới rồi mới biết nó kỳ lắm đa. Nó kỳ lắm, nó kỳ thiệt. Đi thêm vòng nó vậy chưa. Tới rồi mới biết nó kỳ lắm đa. Chị đi chắc 10 vòng chưa ra phải không, đi tiếp. Thấy kỳ thì tránh xa xa. Đây. Thấy thầy thì tránh xa xa. Cũng được, ok, tiếp tục xa xa. Thấy anh là công tác. Ông này ông không đi học ở trường Mỹ không à, bởi vậy. Giờ để coi nha. Chữ A nha. Chưa ra đi tiếp anh, không sao. Thấy thầy dễ mến thì A lại gần. Được không? Được. Ủa? Được, à, được. Chị Ly. Chị Ly không có ra thơ được. Là gì chị? Giờ chị cứ đi đi. Chị kết đó. Bây giờ chị đọc đại cái gì nha. Dạ. Em xin tươi như bông như quà cho ai kia ngất ngay tâm hồn. Một ngày nhớ một ngày mong đem lại về thao đất ngâm trong con tim ai cao khác đời chờ. Cho quả lòng thương mới tương tư. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé ơi. Bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi. Thôi thôi, lộn lộn tiệm rồi, lộn tiệm. Bậy rồi, bậy 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 về. Chị Bi, chị Bi. Chị ơi, để cho thời gian chị suy nghĩ thơ thì bây giờ em thấy chị y như cái trống luôn á. Cái màu y chang luôn, không khác cái gì luôn á. Thời áo trắng biết bao kỷ niệm. Thêm câu nữa. Truyền tay nhau lưu bút ngày xanh. Nghe con hát khúc hạ buồn. Bao nhiêu kỷ niệm chợt về trong cô. Chùm cuối này là giáo viên dạy nhà đối với mình. Dạ, cảm ơn cô. Tự nhiên chị Ly với Lộc chơi cái tụi mình mang nhục chị. Hồi nãy em thấy giờ cái đứa chị không biết làm thơ. Chị không biết làm thơ. Chị nói chị làm thơ con cóc hoài em ơi, vậy nó vậy đó làm. Dạ rồi, cảm ơn cô giáo dạy văn. Rồi bây giờ thôi, bây giờ nhân tiện gia đình mình nhận xét về tiết mục này của con gái mình luôn đi. Dạ mình về chỗ. Đi chứ trời. Đó, con là một cô bé là cứ nhẹ nhàng nó dịu dàng như một cô gái Huế. Cô thích ở con một cái điều quan trọng nhất đó là cái truyền cảm. Cái đó là mình đã có một lợi thế. Còn sau này nữa mình qua thời gian mình có thể rèn giũa và mình sẽ chín mùi nhiều hơn nữa. Nói chung là tiết mục này rất là hay, rất là dễ thương. Cảm ơn con. Con cố gắng đi
đắp chân đi, mẹ chẳng cần đã khuya lắm con hãy ngủ đi, mẹ muốn thức những đêm trắng con bé đó. Giọng hát rất là cảm xúc của Ngọc Dầu. Và cũng xin được cảm ơn Vũ Công, biên đạo Kim Anh và đặc biệt là bé Thảo Vi, top 3 của lớp nhảy múa chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Nguyễn Khang cũng muốn nghe một chút chia sẻ tình cảm của cô Ốc Thanh Vân. Cô, mọi người mẹ không bao giờ muốn nói dối con mình đâu. Nhưng mà đôi khi vì một lý do gì đó, họ buộc phải có những lời nói dối. Những đứa trẻ rất là tinh tế, các em vẫn biết rằng mẹ đang nói dối, biết là cảm xúc của mẹ ra sao. Sự kết nối giữa mẹ con á, là một sự kết nối không thể tách lìa, dù với bất kỳ một lý do gì. Và đến khúc cuối cùng khi cô nhìn thấy hình ảnh của bạn Ngọc Dầu và mẹ của con, tự nhiên cô thấy bao nhiêu cái sự vất vả lo toan của mẹ con dành cho con, không chỉ là trong chương trình này mà trong tất cả những hoạt động khác của con. Tự nhiên cô thấy thương mẹ con vô cùng, và cô cũng thương tất cả những phụ huynh khác của chương trình. Là một người làm mẹ cho nên cô đồng cảm vô cùng. Cô cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều. Có những lời nói dối mình cần phải nói, nó làm cho tâm hồn con không vững được. Và cô thì cũng không ngoại lệ đâu. Có đôi lúc mình cũng phải che giấu, mà đối với con mình là máu thịt của mình, những cái gì tốt nhất là đều dành cho con. Cô chỉ nói về cái ca khúc này, cô cảm thấy nó rất là hay. Con hát giọng con tốt, con có tình cảm, truyền cảm trong đó. Nhưng
mình để ý cái cách mình phát âm và mình nhả chữ ra nó rõ lời một tí xíu nữa là con sẽ rất là tốt nữa. Trong bài hát này thì mọi thứ đều tròn trịa và rất là hay. Chúc mừng tiết mục của con. Con cảm ơn cô. Không biết sao nhưng mà hồi nhỏ Như không bao giờ cảm nhận được mẹ đang nói dối, cho đến khi mà Như lớn lên á, phải bươn chải, phải làm việc và phải gánh vác phụ cha mẹ mới phát hiện ra lúc trước là cha mẹ hay nói dối mình. Và khi vấp váp bên ngoài mới phát hiện ra là mình bị nói dối. Con giỏi lắm, con của mẹ là tuyệt vời nhất con của mẹ. Dù con mình có te tui như thế nào thì gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất. Cô Như ít khi nào xúc động mà khi bài này cô lại bị xúc động, bởi vì cái phần minh họa rất tuyệt vời. Nó hỗ trợ tuyệt đối vào bài hát. Cái ôm cuối cùng của đứa con ôm là một cái ôm tha thứ. Mẹ ơi con tha thứ, con biết hết, mẹ ơi không sao cả. Một cái ôm đó nói lên tất cả. Sao mà con chọn cái bài hát này vậy? Lúc mà con hát bài Lòng Mẹ thì ngày mà con sắp chạy chương trình thì ngay lúc đó con là bị sốt amidan. Và mẹ con thức đến tận 5 giờ, 6 giờ lo cho con. Khi mà con vừa tỉnh dậy thì con hỏi mẹ ơi sao mẹ không ngủ đi. Thì mẹ con nói là mẹ ngủ nhiều lắm rồi, con ngủ đi, hồi lát mẹ ngủ liền. Mặc dù lúc đó con biết là mẹ không có ngủ. Và sau bài này, con muốn hát bài này để gửi lời cảm ơn đến mẹ con, đến những lần mà mẹ con đã nói dối con để dành tất cả tình yêu thương qua lời nói dối. Chúc mừng con một đó. Bài hát rất hay, rất tuyệt vời. Chúc mừng con. Con cảm ơn con, con cảm ơn chú. Thank you.
Bữa nay nhìn con khác quá. Con để tóc này không nhận ra con cái bây giờ. Cái mái tóc quá, Vũ. Bữa nay nhìn con đẹp lạ lắm luôn á, Khánh Linh. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta thấy được một chất giọng vô cùng ngọt ngào của Khánh Linh, là cô gái đến từ Hải Phòng. Nhắc lại để làm gì ấy? Hải Phòng cứ ngồi yên nha. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà Linh đứng trên sân khấu hát dân ca miền Nam đúng không con? Dạ vâng ạ. Thôi thì con cũng đến từ Hải Phòng, cho nên là chú cũng xin mời cô Ốc Thanh Vân chia sẻ. Hải Phòng mình nhiều món ngon con. Bánh mì que. Trời thèm quá. Bánh cuốn nóng. Ốc dòi dòi. Ôi ôi, miến lươn nữa. Miến gà. Tôm hùm. Anh ơi, gia đình mình ơi, mình bớt đồ ăn lại, mình nhận xét con. Không phải đang đói. Hôm nào sang nhà Ốc đi, Ốc làm bánh đa cua cho ăn ngon lắm. Khán giả truyền hình làm chứng giùm em nha. Dạ, em mà không qua được em tố đó. Khánh Linh, con rất là tuyệt ngày hôm nay. Để mà từ giọng đúng của người Bắc chuyển sang giọng miền Nam. Trời đất ơi. Nói trời là ơi. Đã khó. Luyện dữ lắm. Ngày xưa lúc mà Vân học trong trường sân khấu điện ảnh là Vân luyện mọi lúc mọi nơi luôn, và phải mất mấy năm mới có thể gọi là mình thuần thục, cho nên cô biết chắc chắn rằng là con gặp rất nhiều khó khăn. Chị ơi, chị một tông giọng được không chị? Chị vào Nam ra dạ. Em bị sốc nhẹ cái gì? Tại vì cái sự trên đầu múi giờ đó chị. Về Sài Gòn ha, cô rất là thích cái hình ảnh của con ngày hôm nay. Cứ không biết phải con hay không. Đến lúc con cười ra chú mới nhận ra. Đó, cười nè. Đó. Nói con chi đây nè, chú ngược nhà chứ còn nhận ra con nè. Ủa, lên đâu, nhỏ nào lên hát gì trời. Khánh Linh coi như là một người dân ở đây đi, mà lên trên thúng đứng có nghĩa là sự thuần thục. Tôi yêu hết tất cả những gì thuộc về tôi. Tức là ở cái chân và là dù mình... sóng gió cỡ nào tôi vẫn cái đẹp đẽ và hiên ngang. Cái chân này đẹp ba lăng đứng yên không, đừng để cái chân như đang. Cái chân này vậy nè. Hai người ăn ý quá. Ăn ý lắm. Dạ. Sao mọi người cứ phải nháo nhào là như vậy? Đúng vậy, chúng ta là những người mà lịch sự mà. Đúng rồi, điềm đạm chào đi cô. Nào. Làm cho đầu buổi tới giờ thanh lịch lắm vậy. Nói gì hay hay đi Quy. Thực ra thì cái hình ảnh mà con mang tới trong sân khấu này, con bé nó không có niềm tin mấy đó, để chị nói cho. Con làm cho cô á nhớ lại cách đây khoảng 20 mấy năm. Cô đúng còn nhỏ là... mình nín nín cô đi là... nín đi. Cô về Bắc. Cô là quê một nội, thiếu cô, nữ quê mà nội. Còn trẻ 20 mấy năm kể là chuyện chị... thiệt yên con. Đi về nhà nội á, nhà nội có một cái nhà ao nội... sen lớn lắm. Thì hồ cô sen. Lúc đó cho cá ăn không? Sao mà còn câu chuyện mà nó nhiễu loạn thông tin quá vậy ta? Khoan, làm lại, 2, 3, Như, kể tao đi. Tao không kể nữa. Con hát rất tốt và đúng con làm cho cô có thích. Cô tưởng tượng á, nó không phải Thanh là Bình. Cái vùng quê miền Nam. Nó là ở một Bắc. Cái vùng gọi là Cam Ranh. Miền Bắc, tại vì Khánh Hòa. Khi mà con hát... Hai anh chị, em xin lỗi nhưng hai anh chị mình đã uống thuốc trước khi mà mình nói chưa? Khán giả vẫn chưa hiểu hai anh chị đang nói gì và nhận xét gì à? Mình túm vô được không? Dạ. Mình túm vô được không? Tại vì cái cô bé này làm cho em bị phân tâm quá. Em mất cái sự sang trọng của em đi. Rồi. Chào con. Nói gì hay hay coi. Mà thôi đi, để tôi tập trung nè. Thật ra thì bài hát này của con á, cái giọng của con không cần phải quá là phô trương, nó cũng không cần phải nhấn nhá nhiều, nó cứ nhẹ nhàng thôi. Giống như một cô thiếu nữ ở làng chài và... Đây là thiếu nữ mồi chài. Chứ không phải làng chài đâu. Làng chài. Đó, giống như là... Nói chung là cảm ơn bài hát của con ngày hôm nay. Bài hát của con nó làm cho mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm. Đúng rồi. Nên đó, cô chú đùa với con tí thôi. Cho con thoải mái thôi. Giọng con cao và sáng làm cho cô rất là thích. Chúc mừng con, nín được rồi. Cảm ơn cô chú. Như đang hồi tưởng vậy gì mà quý cắt đứt đang rồi. Kể vui thì đó, luôn thì tính kể câu chuyện. Nếu mà bông sen ngoài làm sao ngoài biển mà có sen được. Em như thắc mắc điều đó. Cái cô kia bán kìa. Em không mời với con kia Quy nữa đâu. Anh ơi, anh bình chọn cho bé đi rồi em tính lộn nó xong. Dạ rồi, thôi tiếp. Để cho gia đình bên đây chia sẻ nốt. Huy có gì không hiểu ra sao hỏi nha. Chú khẳng định là tất cả những khán giả ở đây đều rất là bất ngờ với cái sự lột xác này của con. Cái bài hát này nó truyền tải cái hình ảnh đến những người sống xa quê hương và muốn được trở về, cần những cái điều đó hơn bao giờ hết. Và bởi vì sao? Bởi vì đó là một cái hình ảnh rất là đẹp và bình yên. Và cô hy vọng rằng con sẽ vẫn ở cái đà này. Nếu con được đi vòng tiếp theo, con sẽ càng thể hiện cái sự đa dạng của mình. Và hôm nay một cái bài mang âm hưởng dân ca miền Nam rất là mộc mạc, rất là dễ thương. Chúc mừng tiết mục của con Khánh Linh. Yeah.
chân đêm nay dù lên nhẹ nhàng. Chờ vô nhiều đắm say đêm nay một mình được về ta. Thoát xa là tình tan chút nét đi lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Thôi quên đi bao nhiêu tư, quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên lần nữa đi. Lung linh lung linh trong đầu, ta bay lên từ muôn màu. Ước muốn đã trở dần từ trong chiếc bao. Phải nói là quá tuyệt vời. Cái phong thái trình diễn của con tự tin, rất điêu luyện, bạn lên sân khấu rất tốt. Và cuối cùng là chú phải nói là khen bộ đồ của con. Chú nhìn vào bên đây là như cái dựa chè bảy màu vậy đó. Ở trên kia cũng chiếu mà sang biết bao nhiêu mà đây chợ quá vậy ta. Có sang mới có chợ con. Ở đúng trên rồi. Đó tụi con cần cái gì mỗi người có một màu riêng. Còn cô là hội tụ tất cả những thứ. Cô được gọi là cá bảy màu. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Hồi xưa cô cũng hát bài này cũng hay lắm. Nè, con muốn nghe là một câu. Nhưng mà từ khi con hát thì mình cô bớt một lại câu rồi như. Một câu để bay lên như. Theo một trao tay cho Khải Như. À, ban nhạc ơi giúp em đờn cái tông quảng trường giùm em nha. Dạ. Chị hát đi chị. Vô. Ma. Anh nhìn em thiệt, em hát thiệt á hả anh? Rồi. Bay lên trên mọi rồi, người rồi, nhẹ nhàng lại bay lên. Theo nụ cười rộm đặc. Xin lỗi mọi người, dạ mình tiếp tục chương trình đi à. Tại Dư ơi, Dư ơi, em hát xong xe chờ sẵn ở ngoài kia rồi đó. Dạ đúng rồi, gia đình em ngoài đó đó. Dạ em đi liền, bye bye. Anh nghĩ không phải chợ đâu em, siêu thị đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gia đình ông Thành Vân và Dương Triệu Vũ. Ở trong đội của Vũ thì con là một cái trường hợp rất là đặc biệt, là tại vì thật sự con cực kỳ có chiều sâu và con có khả năng để hát những cái bài tiết tấu chậm. Đó lý do tại sao nửa bài đầu chú lại cho con hát chỉ với lại cái dàn piano với lại guitar rồi thôi, để cho con show được cái giọng của con và cái chiều sâu của con trước khi mà con rock out. Thì hôm nay con đã làm tất cả những gì mà cô chú đòi hỏi con. Cảm ơn con, cảm ơn tất cả mọi người. Thank you. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện của một vị huấn luyện viên. Anh có cảm giác là sau 30 năm thanh xuân của mình thì thời gian nó trôi đến với anh rất là nhanh, nên anh đã quyết định gửi gắm tất cả trong cái phần thể hiện của thí sinh, đó chính là huấn luyện viên Ngô Kiến Huy. Hả? Vâng. Tôi nói như vậy để các vị huấn luyện viên có thể hình dung ra là anh ấy đã viết lời Việt cho một ca khúc của thí sinh và đặt tên nó là Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi. Dạ. Có cảm giác như là bao nhiêu cái tuổi thanh xuân của anh ấy được anh gửi anh lắm. Anh Khang, mình bỏ tuổi thanh xuân, bao nhiêu cái dòng thời gian đi. Bao nhiêu cái dòng thời gian anh ấy đã trôi qua, đã được gửi gắm cho cô bé này. Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với một khúc Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi. Xin giới thiệu bé Hải An. Thank you.
trời non, cây xà sau vườn cũng nở hoa, cháu ôm chặt bao điều yêu thương, ngày qua dẫu trong tim thật sâu, bàn chân trong ký ức nhỏ xinh, môi mím cười hỏi chuyện không ngừng, cha cả đời chọn tình yêu với con, chờ nghe tiếng con kêu mẹ cha. Chẳng thể níu kéo thời gian, con nay chưa lớn nhưng sao cha đã già thân rồi, lo toan cả cuộc đời chẳng có chi, hạnh phúc của cha dần đơn là mong con lớn khôn, chậm lại nữa đi thời gian, liêu xiêu cha bước mắt đã mờ, chẳng còn nhìn thấy con, cơm máu gạo tiền đã lấy đi, tuổi thanh xuân của cha thời gian nơi đi đâu mất rồi. Cha dần đơn là mong con lớn khôn, chậm lại đưa đi thời gian, liêu xiêu cha bước mắt đã mờ, chẳng còn nhìn thấy con, cơm máu gạo tiền đã lấy đi, tuổi thanh xuân của cha thời gian. Khi mà đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên thì Nguyên Khang muốn hỏi một chút tâm sự của Ngô Kiến Huy. Những số đầu tiên em chia sẻ là thật sự là ba của em là thủy thủ thật. Thường ba đi tàu thì 2 năm mới về nhà một lần và về rất là trong thời gian rất là ngắn, tầm 1 tuần đến khoảng nửa tháng là cao nhất, sau đó là phải đi tàu Viễn Dương tiếp. Và khi mà ba về hưu rồi đó, sức khỏe không cho phép đi tàu Viễn Dương nữa, thì một ngày khi em trong căn phòng em nghĩ là mình thử mình tắt hết mọi cái đồng hồ lại, những cái mạng xã hội về mọi thứ mà đang xảy ra thì thời gian nó vẫn trôi. Thì làm sao để níu kéo ra tuổi xuân của ba nữa. Vì thế bài hát này giống như là một cái lời nhắc, chỉ cần một sự quan tâm, một câu hỏi, ba mẹ hôm nay khỏe không, ngày nay như thế nào. Đó là đủ những cái thứ mà ba mẹ cần rồi, và nghĩ đó là cái cảm hứng để viết bài hát này. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Không ngờ là bên ngoài một chàng trai rất là sôi nổi lại là một người rất là tình cảm, đúng không ạ? Cái lời lẽ rất là ý nghĩa và nó thật sự nó chạm trái tim anh. Ẩn chứa ở đằng sau một cái bề ngoài mà luôn luôn lì lợm, quậy phá, nhưng mà anh cảm nhận được hôm nay em đã cho mọi người thấy được cái chiều sâu này của em. Mọi người hãy cho Huy một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Tại mọi người không tiếp xúc với em thấy ở Huy lâu lắm rồi, em biết cái chuyện này Huy là một người tình cảm. Em tiếp xúc với ba của Huy rồi và em hiểu là tại sao Huy như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Đứng ở khía cạnh của một diễn viên thì cô thấy rằng có lẽ là Hải An sẽ phải làm chủ sân khấu hơn nữa, bởi vì không gian rộng lớn này là của con. Những cành cây khô này cũng là một phần trong bài hát của mình. Mình sẽ không có quá tách biệt với cái không gian mà mình đang đứng. Nếu như mà cái điều đó nó được tròn trịa hơn thì cô nghĩ là tiết mục này cũng sẽ có số điểm rất là cao. Cảm ơn con. Cô chú nói đúng rồi, thấy không? Con sao vậy? Con bị hồi hộp đúng không?
Dạ hơi hồi hộp chứ. Đúng chính xác. Khi con bước chân ra đây, bước chân đầu tiên cô thấy rồi, tiêu con bé rồi. Hôm qua lúc đúng mà rồi. Tập là đã tập cho con tương tác với những cái bối cảnh ở trên sân khấu để mà khán giả có thể nhìn theo, thả hồn vào bài hát. Thì hôm nay cái sự con đưa tay mà cũng không đưa ra hết thì là cô biết là con đang không tự tin. Và cái điều đó nó có ảnh hưởng đến giọng hát của con nữa. Hôm qua khi mà con tập hát với Ben thì cô thấy cô rất là thích bài này. Và hôm nay không phải là không thích nữa, nhưng mà cô nói ước gì con có thể hát hay và thoải mái như lúc con tập thì con sẽ rất là tuyệt vời. Lần này sẽ là một lần rút kinh nghiệm rất là nhiều của con để con có thể là hãy tự tin lên, bởi vì chúng ta chỉ có một lần thể hiện thôi. Ha, cố lên nha con. Dạ, con cảm ơn cô. Thank you.